phong cảnh chợ hàng là buổi sáng chủ nhật đấy các bạn ơi. Đi cà phê đi. Chợ hàng là chợ nổi tiếng của thành phố Hải Phòng nha. Một khu chợ nông thôn nằm trong lòng thành phố đây. Ở đây bán các loại giống cây trồng, con vật nuôi các bạn ạ. Đấy, hoa đầy bán trên vỉa hè này, nhìn nhiều chưa, đủ các loại sắc màu. Đây hoa lan này. Quanh quanh đấy.